Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Đến hẹn lại lên, hôm nay là ngày mà chủ kênh sẽ xin phép các bạn cho nghỉ nửa ngày để mà đi tiêu tiền giải tỏa căng thẳng. Đây cũng là cách tạo thêm niềm cảm hứng có thể ra được nhiều video mới chất lượng hơn. Vì vậy trong video chiều ngày hôm nay mùng 8 tháng 10, chúng ta sẽ nhìn lại tất cả các sự kiện tại diễn đàn thảo luận quốc tế Văn Đài, nơi mà tổng thống Vladimir Putin đã nói rất nhiều điều chúng ta chưa biết về phương Tây, Kiev, thậm chí là cả Liên bang Nga. Sau đây tôi xin được phép gửi đến các bạn phần đầu của cuộc hội thảo Cũng là bài phát biểu của Tổng thống Vladimir Putin Với nội dung của chủ đề năm này là vì một thế giới đa cực công bằng hơn cho tất cả chúng ta Kính thưa các đại biểu tham dự phiên toàn thể, đồng nghiệp, thưa quý ông quý bà Tôi vui mừng chào đón tất cả các bạn đã đến Sochi tại lễ kỷ niệm Như người dẫn chương trình của chúng ta vừa nói Cuộc họp thường niên lần thứ 20 của câu lạc bộ thảo luận quốc tế Văn Đài diễn đàn của chúng tôi hay đúng hơn là diễn đàn của tất cả chúng ta theo truyền thống quy tụ các chính trị gia và nhà khoa học chuyên gia và nhân vật công chúng từ nhiều quốc gia trên thế giới một lần nữa khẳng định vị thế cao cả của một nền tảng trí tuệ được nhiệt liệt chào đón qua nhiều năm hoạt động của câu lạc bộ cả trên thế giới và trong nước như vừa nói đã có những thay đổi nghiêm trọng nếu không muốn nói là rất lớn đã xảy ra theo tiêu chuẩn lịch sử 20 năm không phải là dài nhưng cũng chẳng phải là ngắn khi nó rời vào thời kỳ trật tự thế giới bị phá vỡ thời gian dường như bị nén lại và tôi nghĩ các bạn đều sẽ đồng ý rằng đã có rất nhiều sự kiện xảy ra trong 20 năm qua hơn nhiều so với những thời điểm khác trong quá khứ và những thay đổi này mang tính chất nghiêm trọng đòi hỏi cả những thay đổi cơ bản trong chính nguyên tắc của quan hệ quốc tế vào thế kỷ 21 mọi người đều hy vọng rằng các quốc gia và các dân tộc đã học hỏi được bài học từ cuộc đối đầu quân sự tư tưởng tàn khốc và tốn kém của thế kỷ trước nhận ra sức tàn phá của nó cảm nhận được sự mong manh và sự liên kết của hành tinh chúng ta và tin chắc rằng thế giới toàn cầu các vấn đề của nhân loại đòi hỏi phải có những hành động chung và tìm kiếm các giải pháp tập thể những sự ích kỷ tự phụ coi thường những thử thách thực tế chắc chắn sẽ đưa tất cả chúng ta vào ngõ cụt cũng như nỗ lực của kẻ mạnh hơn để áp đặt ý tưởng và lợi ích của mình lên người khác điều này đáng lẽ phải trở nên hiển nhiên đối với tất cả mọi người lẽ ra nó phải là như vậy nhưng hóa ra lại không phải như vậy thật sự là không khi chúng ta gặp nhau lần đầu tại câu lạc bộ này gần 20 năm trước đất nước của chúng tôi đang bước vào một giai đoạn phát triển mới nga đã vượt qua giai đoạn phục hồi khó khăn nhất sau sự sụp đổ của liên xô chúng tôi với tất cả nghị lực và thiện trí của mình đã tham gia vào quá trình xây dựng một trật tự thế giới mới mà đối với chúng tôi nó có vẻ công bằng hơn may mắn thay đất nước của chúng tôi có thể đóng góp rất lớn cho mọi người vì chúng tôi có thứ gì đó để cống hiến cho bạn bè đối tác và cả thế giới nhưng thật không may một số người đã hiểu lầm sự sẵn sàng của chúng tôi đối với sự tương tác mang tính xây dựng họ coi đó là một sự phục tùng là một sự đồng ý rằng một trật tự mới sẽ được xây dựng bởi những người tuyên bố mình là kẻ chiến thắng trong chiến tranh lạnh trên thực tế họ muốn nói rằng nga cần phải nghe theo bọn họ sẵn sàng được hướng dẫn bởi những lợi ích quốc gia của người khác chứ không phải lợi ích của quốc gia mình trong suốt những năm qua chúng tôi đã hơn một lần cảnh báo cách tiếp cận này không chỉ dẫn đến ngõ cụt mà còn tiềm ẩn nguy cơ xung đột quân sự ngày càng tăng nhưng không ai chịu lắng nghe hoặc có thể là không ai muốn nghe các bạn biết đấy sự kiêu ngạo của những người được gọi là đối tác của chúng ta ở phương tây đơn giản là đã vượt qua giới hạn không thể nói khác được hoa kỳ và các vệ tinh của họ đã xác lập vững chắc con đường bá chủ quân sự chính trị kinh tế văn hóa thậm chí là cả đạo đức và dựa trên giá trị ngay từ đầu chúng tôi đã thấy rõ ràng những nỗ lực nhằm thiết lập sự độc quyền đều sẽ thất bại thế giới này quá phức tạp và đa dạng để có thể lệ thuộc vào một kế hoạch duy nhất ngay cả khi đằng sau nó là quyền lực sức mạnh to lớn của phương tây được tích lũy qua nhiều thế kỷ từ chính sách thuộc địa suy cho cùng các đồng nghiệp của chúng ta nhiều người không có ở đây nhưng họ không phủ nhận rằng sự thịnh vượng của phương tây phần lớn đạt được nhờ vào việc cướp bóc các thuộc địa trong nhiều thế kỷ đây chính là sự thật trên thực tế mức độ phát triển này đạt được bằng cách cướp bóc toàn bộ hành tinh lịch sử phương tây về cơ bản là một biên niên sử của sự mở rộng không ngừng ảnh hưởng của phương tây trên thế giới là một kim tự tháp tài chính quân sự khổng lồ nó liên tục cần nhân liệu mới để tự hỗ trợ vì vậy phương tây đơn giản là không thể dừng lại và không có ý định làm như vậy những lập luận lời khuyến khích lời kêu gọi lý luận và đề xuất của chúng tôi đều đã bị bỏ qua tôi đã nói điều này một cách công khai với các đối tác và đồng minh của chúng tôi rốt cuộc đã có lúc chúng tôi từng nghĩ rằng có lẽ mình cũng nên xin gia nhập nato nhưng không nato không cần một quốc gia như vậy không chính là câu trả lời vấn đề ở đây là gì rõ ràng vấn đề chính là lợi ích địa chính trị và thái độ kiêu ngạo với người khác chúng tôi phải ứng phó với áp lực quân sự chính trị ngày càng gia tăng Tôi đã nhiều lần nói rằng Nga không bắt đầu cái được gọi là chiến tranh ở Ukraine. Ngược lại, chúng tôi đang cố gắng kết thúc nó. Không phải chúng tôi là những người tổ chức cuộc đảo chính ở Kiev năm 2014, một cuộc đảo chính đẫm máu, vì hiến. Bất cứ nơi nào điều đó xảy ra, chúng ta luôn nghe thấy ngay lập tức tất cả các phương tiện truyền thông trên thế giới. Tất nhiên, trước hết, nó phụ thuộc vào thế giới của người anglo sắc sông. Ở khu vực này, họ nói đây là điều không thể, nó phản dân chủ. Nhưng ở một khu vực khác, họ lại nói đây là điều có thể Họ thậm chí còn nêu tên số tiền Số tiền đã được chi vào cuộc đảo chính này Mọi thứ cứ như vậy diễn ra Và thời điểm đó Chúng tôi đang tham gia hỗ trợ người dân Crimea và Sevastopol. Chúng tôi đã không tiến hành một cuộc đảo chính và chúng tôi không đe dọa những công dân Crimea hay cư dân Sevastopol bằng việc thanh lọc sắc tộc theo tinh thần Đức Quốc xã không phải chúng tôi cố buộc đồn bát phải phục tùng bằng pháo kích và ném bom chúng tôi cũng không phải là người đe dọa chấn áp những người muốn nói tiếng mẹ đẻ của họ nghe này mọi người ở đây đều là những người có hiểu biết có học thức đây là một ý tưởng hay xin tha thứ cho những cách cư xử tồi tệ để đánh lừa tâm trí hàng triệu người nhìn nhận thực tế từ các phương tiện truyền thông nhưng các bạn biết điều gì xảy ra ở đó trong 9 năm qua, họ ném bom, bắn và sử dụng xe tăng, chiến tranh, một cuộc chiến tranh tự nhiên để chống lại đồn bát đã được phát động. Và không ai đếm số trẻ em đã chết ở đồn bát, không ai ở các nước khác, đặc biệt là ở phương Tây, khóc thương cho những người đã nằm xuống. Cuộc chiến do chế độ Kiev bắt đầu với sự hỗ trợ tích cực trực tiếp của phương Tây hiện đã bước sang năm thứ 10 và có một chiến dịch quân sự đặc biệt được tạo ra nhằm ngăn chặn nó. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng các nỗ lực đơn phương dù bất kể ai thực hiện chắc chắn sẽ gặp phải những hành động trả đũa đây là điều mà bất kỳ quốc gia nào có trách nhiệm có chủ quyền độc lập và tự trọng cũng sẽ làm mọi người đều biết rằng trong một hệ thống quốc tế nơi mà sự tùy tiện ngự trị nơi mọi thứ được quyết định bởi người tự cho mình là ngoại lệ vô tội và là người duy nhất có quyền bất kỳ ai cũng có thể bị tấn công chỉ vì lý do đất nước này hay đất nước kia không được ưa thích bởi kẻ bá quyền đã đánh mất cảm giác cân đối và tôi xin nói thêm đó là một cảm giác về thực tế Thật không may, chúng ta phải thừa nhận rằng các đối tác của chúng ta ở phương Tây đã mất đi cảm giác thực tế và đã vượt qua mọi ranh giới có thể một cách vô ích. Cuộc khủng hoảng Ukraine không phải là xung đột lãnh thổ. Tôi muốn nhấn mạnh điều này. Nga là quốc gia lớn nhất trên thế giới, có lãnh thổ rộng nhất. Chúng tôi không có lợi ích gì trong việc chinh phục bất kỳ lãnh thổ bổ sung nào. Chúng tôi vẫn phải khám phá và phát triển Siberia, Đông Siberia và Viễn Đông đây không phải là xung đột lãnh thổ hay thậm chí là thiết lập sự cân bằng địa chính trị trong khu vực có một câu hỏi rộng hơn và cơ bản hơn nhiều đó là chúng ta đang nói về những nguyên tắc làm nền tảng cho trật tự thế giới mới hòa bình lâu dài sẽ chỉ được thiết lập khi mọi người bắt đầu cảm thấy an toàn hiểu rằng ý kiến của mình được tôn trọng và có sự cân bằng trên thế giới khi không ai có thể ép buộc người khác phải sống và hành xử theo ý muốn bá quyền ngay cả khi thậm chí điều này mâu thuẫn với chủ quyền lợi ích thực sự truyền thống và nền tảng của các dân tộc và nhà nước. Trong một kế hoạch như vậy, khái niệm về bất kỳ loại chủ quyền nào chỉ đơn giản là bị từ chối và ném vào thùng rác. Thật xin lỗi. Rõ ràng, việc tuân thủ các cách tiếp cận theo khối, mong muốn đẩy thế giới và tình thế đối đầu liên tục giữa chúng ta và họ là một di sản xấu xa của thế kỷ 20. Đây là sản phẩm của văn hóa chính trị phương Tây, ít nhất là những biểu hiện hung hãn nhất của nó. Tôi nhắc lại, Phương Tây luôn cần phải có kẻ thù. Đây là suy nghĩ của một bộ phận nào đó của Phương Tây, hay giới tinh hoa Phương Tây. Họ cần một kẻ thù mà cuộc chiến để chống lại kẻ thù đó có thể giúp họ giải thích sự cần thiết của những hành động mạnh mẽ và bành trướng, nhưng cũng cần duy trì sự kiểm soát nội bộ trong một hệ thống nhất định của chính bá chủ này trong các khối NATO hoặc các khối chính trị, quân sự khác. Có kẻ thù, mọi người sẽ tập hợp xung quanh ông chủ việc các quốc gia khác sống như thế nào không phải là việc của chúng tôi nhưng chúng ta thấy ở nhiều người trong số họ giới tinh hoa cầm quyền buộc xã hội phải chấp nhận các chuẩn mực và quy tắc mà bản thân công dân ít nhất là một số lượng lớn công dân và ở một số quốc gia người ta có thể nói một cách chắc chắn tuyệt đối rằng đa số công dân không muốn chấp nhận họ đã bị ép buộc liên tục bịa ra lý do cho việc này tìm ra thủ phạm bên ngoài khiến các vấn đề nội bộ ngày càng gia tăng bịa ra và thổi phồng những mối đe dọa không hề tồn tại Đồng thời, Nga chính là chủ đề yêu thích của các chính trị gia như vậy. Tất nhiên, chúng tôi đã quen với điều này, đã quen với lịch sử. Nhưng họ đang cố gắng tạo ra hình ảnh kẻ thù trong số những người chưa sẵn sàng mù quáng đi theo giới tinh hoa phương Tây. Họ không từ một ai, bao gồm cả Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong những tình huống nhất định. Tại một thời điểm nhất định, phương Tây cũng đã thử điều tương tự với Ấn Độ. Bây giờ, họ lại quay ra tán tỉnh. Tất nhiên, chúng tôi hiểu rất rõ điều này. Chúng tôi cảm nhận và nhìn thấy tình hình ở châu á mọi thứ đã trở nên rất rõ ràng tôi muốn nói rằng giới lãnh đạo ấn độ rất độc lập và có định hướng quốc gia tôi nghĩ rằng những nỗ lực này không có ý nghĩa gì nhưng chúng vẫn được tiếp tục phương tây đang cố gắng biến thế giới ả rập thành kẻ thù một cách cũng có chọn lọc họ đang cố gắng hành động cẩn thận nhưng tuy nhiên nhìn chung tất cả đều như vậy và họ thậm chí còn đang cố gắng tạo ra một loại môi trường thù địch nào đó với cả người hồi giáo trên thực tế họ chẳng loại trừ bất kỳ một ai các cấu trúc địa chính trị nhân tạo đang được áp đặt lên thế giới và các định dạng khối khép kín thì đang được tạo ra chúng ta thấy điều này ở châu âu nơi họ thúc đẩy việc mở rộng nato trong nhiều thập kỷ cũng như ở châu á thái bình dương và nam á nơi họ đang cố gắng phá vỡ cấu trúc hợp tác cởi mở và toàn diện cách tiếp cận của những khối này là sự hạn chế các quyền tự do của các quốc gia đối với sự phát triển của chính họ một nỗ lực đẩy các quốc gia này vào một cái lồng nghĩa vụ nhất định ở một mức độ nhất định đây là điều hiển nhiên việc tước bỏ một phần chủ quyền và sau đó là rất thường xuyên áp đặt các quyết định trong lĩnh vực khác ngoài lĩnh vực an ninh và trên hết là trong lĩnh vực kinh tế như đang diễn ra trong mối quan hệ giữa hoa kỳ và châu âu để đạt được điều này họ đang cố gắng thay thế luật pháp quốc tế bằng trật tự trật tự là cái loại gì vậy dựa trên những quy tắc nhất định nhưng những quy tắc này lại là cái gì chẳng một ai trong chúng ta biết được người đã phát minh ra chúng nó hoàn toàn không rõ ràng đây thật sự chỉ là một nguyên tắc vô nghĩa nhưng họ lại đang cố gắng đưa điều này vào ý thức của hàng triệu người chúng ta phải sống theo luật lệ theo những nguyên tắc đã được đặt ra và nói chung nếu được phép các đồng nghiệp phương tây của chúng ta đặc biệt là từ hoa kỳ không chỉ tùy tiện đặt ra những quy tắc như vậy mà còn dạy ai nên tuân theo và làm như thế nào bạn cần phải cư xử ra sao tất cả điều này được thực hiện và nói như một quy luật một cách thô lỗ đầy công khai đây vẫn là biểu hiện tương tự của lối suy nghĩ thuộc địa chúng tôi luôn nghe thấy nó vang lên mọi lúc bạn phải bạn có nghĩa vụ chúng tôi nghiêm túc cảnh báo bạn bà la bà la dù sao thì bạn là ai và bạn có quyền gì để cảnh báo ai đó điều này đơn giản là tuyệt vời có lẽ đối với những người nói điều này họ nên loại bỏ đi tính kiêu ngạo ngừng cư xử trong mối quan hệ với cộng đồng thế giới theo cách hiểu rất rõ nhiệm vụ lợi ích của mình nhưng lại mang suy nghĩ của những kẻ báo quyền vẫn sống trong thời kỳ thuộc địa tôi chỉ muốn nói với họ rằng lau mắt đi thời đại đó đã qua lâu rồi và sẽ không bao giờ có khả năng quay trở lại được nữa. Tôi sẽ nói nhiều hơn, trong nhiều thế kỷ, hành vi như vậy đã dẫn đến việc tái tạo cùng một thứ, những cuộc chiến tranh lớn để biện mình cho những lý do khác nhau về hệ tư tưởng và thậm chí là đạo đức giả đã được phát minh ra. Điều này đặc biệt nguy hiểm tại ngày này, nhân loại có những phương tiện, như chúng ta biết, có thể dễ dàng phá hủy toàn bộ hành tinh và việc thao túng ý thức ở quy mô đáng kinh ngạc sẽ dẫn đến mất đi cảm giác về thực tế. Tất nhiên, Chúng ta cần phải thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn này. Chúng ta cần tìm một lối thoát nào đó. Theo tôi hiểu, các bạn và đồng nghiệp thân mến, các bạn tập trung tại Câu lạc bộ Văn Đài vì mục đích này. Trong khái niệm chính sách đối ngoại của Nga được thông qua năm này, đất nước chúng tôi được coi là một nền văn minh nhà nước đặc biệt. Công thức này phản ánh chính xác và cô đọng cách chúng ta hiểu không chỉ sự phát triển của chính mình mà còn cả những nguyên tắc cơ bản của trật tự thế giới vì chiến thắng mà chúng ta hy vọng. Theo hiểu biết của chúng tôi, nền văn minh là một hiện tượng nhiều mặt. Tất nhiên nó được giải thích theo nhiều cách khác nhau. Ngoài ra còn có cách giải thích theo kiểu thực địa một cách công khai. Đó là có một thế giới văn minh nào đó làm hình mẫu cho mọi người. Mọi người đều phải tuân theo những tiêu chuẩn và khuôn mẫu đó. Ai không đồng tình sẽ bị đẩy vào nền văn minh bằng rùi cui của một bậc thầy khai sáng. Những thời kỳ đó như tôi vừa nói đã qua rồi và sự hiểu biết của chúng ta về nền văn minh đã hoàn toàn khác. Thứ nhất, có rất nhiều nền văn minh và không có nền văn minh nào tốt hơn hoặc kém hơn nền văn minh khác ai cũng có quyền bình đẳng với tư cách là người thể hiện khát vọng của nền văn hóa và truyền thống của dân tộc mình đối với mỗi người trong chúng ta nó là khác nhau ví dụ đối với cả nga đây là khát vọng của những người dân chúng tôi những người mà tôi đã may mắn trở thành một phần trong đó theo tôi, nếu mọi người đều được hướng dẫn bởi điều này thì trên thế giới sẽ có ít xung đột hơn nhiều và các phương pháp giải quyết chúng sẽ trở nên hợp lý hơn bởi vì mọi nền văn minh đều đáng được tôn trọng. Các bạn thân mến, tôi rất thích thú khi đọc những bản báo cáo do câu lạc bộ Văn Rai chuẩn bị cho cuộc họp hiện tại. Nó nói rằng ngày nay mọi người đang cố gắng hiểu và tưởng tượng ra hình ảnh của tương lai. Điều này hoàn toàn tự nhiên và dễ hiểu, nhất là đối với một môi trường trí thức trong thời đại có nhiều thay đổi mạnh mẽ khi toàn bộ lối sống quen thuộc đang sụp đổ điều rất quan trọng là phải đưa ra những nhận định mình đang đi đầu và mình muốn đạt được điều gì và tất nhiên tương lai đang được tạo ra bởi ngày hôm nay không chỉ trước mắt chúng ta mà còn bằng đôi tay của tất cả chúng ta tất nhiên khi chúng ta đang nói về những quá trình khổng lồ cực kỳ phức tạp như vậy thì sẽ rất khó hoặc gần như không thể dự đoán trước được kết quả dù chúng ta có làm gì đi nữa cuộc sống sẽ chắc chắn có những điều chỉnh riêng nhưng ít nhất Chúng ta phải nhận thức được mình đang phấn đấu vì điều gì, muốn đạt được điều gì và có một sự hiểu biết như vậy ở ngà. Đầu tiên là chúng ta muốn sống trong một thế giới mở, có kết nối với nhau, trong đó không ai có thể cố gắng dựng lên những rào cản nhân tạo. Đối với sự giao tiếp, sự sáng tạo và thịnh vượng của con người cần có một môi trường không rào cản. Đó là điều mà chúng ta nên phấn đấu. Thứ hai, chúng tôi muốn sự đa dạng của thế giới không chỉ được bảo tồn mà còn là nền tảng cho sự phát triển toàn cầu. Việc áp đặt lên bất kỳ quốc gia hay người dân họ phải sống như thế nào họ nên cảm thấy như thế nào đều phải bị cấm chỉ có sự đa dạng văn hóa và văn minh thực sự mới đảm bảo được hạnh phúc cho người dân và sự cân bằng về lợi ích điều thứ ba nga đại diện cho đa số không ai có quyền và không thể cai trị thế giới thay thế người khác hoặc thay mặt người khác thế giới của tương lai là thế giới của những quyết định tập thể được đưa ra ở những cấp độ mà chúng hiệu quả nhất và bởi những người tham gia thực sự có khả năng đóng góp đáng kể vào việc giải quyết một vấn đề cụ thể không phải một người quyết định cho tất cả mọi người và thậm chí không phải ai cũng quyết định mọi việc thứ tư chúng ta vì an ninh toàn cầu và hòa bình lâu dài được xây dựng trên sự tôn trọng lợi ích của mọi người từ các nước lớn đến các nước nhỏ điều chính là giải phóng quan hệ quốc tế khỏi cách tiếp cận khối khỏi di sản của thời kỳ thuộc địa và chiến tranh lạnh chúng ta đã nói chuyện trong nhiều thập kỷ về tính không thể chia cắt của an ninh về thực tế là không thể đảm bảo an ninh cho một số người mà lại gây tổn hại đến an ninh cho những người khác quả thực sự hài hòa trong lĩnh vực này có thể đạt được bạn chỉ cần gạt bỏ niềm kiêu hãnh kiêu ngạo sang một bên và ngừng coi người khác như những đối tác hạng hai hoặc như những kẻ bị ruồng bỏ man dợ thứ năm chúng tôi đứng lên vì công lý cho tất cả thời đại bóc lột bất kỳ một ai đã qua Tôi đã nói điều này hai lần. Các quốc gia, các dân tộc nhận thức rõ ràng lợi ích, khả năng của mình và sẵn sàng dựa vào chính mình. Và điều này làm tăng thêm sức mạnh của họ. Mọi người phải được cung cấp khả năng tiếp cận những lợi ích của sự phát triển hiện đại và những nỗ lực hạn chế điều đó đối với bất kỳ quốc gia hoặc người dân nào phải bị coi là một hành động xâm lược. Chính xác là như vậy. Thứ sáu, chúng tôi ủng hộ sự bình đẳng vì sự khác biệt về tiềm năng của các quốc gia khác nhau. Đây là yếu tố hoàn toàn khách quan, không một ai sẵn sàng phục tùng khiến lợi ích và nhu cầu của mình bị phụ thuộc vào kẻ khác và trên hết là vào những người giàu có và quyền lực hơn. Các đồng nghiệp thân mến, Nga đã, đang và sẽ là một trong những nền tảng của hệ thống thế giới sẵn sàng tương tác mang tính xây dựng với tất cả những ai nỗ lực vì hòa bình và thịnh vượng, sẵn sàng phản đối gay gắt những kẻ tuyên sừng các nguyên tắc độc tài và bạo lực. Chúng tôi tin tưởng rằng chủ nghĩa thực dụng và lẽ phải sẽ chiến thắng, một thế giới đa cực sẽ tự hình thành. Cuối cùng, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đến ban tổ chức diễn đàn như mọi khi, vì sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng cao và tới tất cả những người tham gia cuộc họp này. Tôi muốn nói lời cảm ơn vì sự quan tâm của tất cả các bạn. Cảm ơn rất nhiều. Vâng, trên đây tôi đã gửi cho các bạn phần 1, bài phát biểu của Tổng thống Vladimir Putin vẽ lại vị trí của NATO cũng như là phương Tây trên bản đồ thế giới với cộng đồng quốc tế. Đây là điều mà tôi nghĩ rằng bất kỳ một quốc gia nào cũng sẽ nhiệt liệt hưởng ứng. Trong các phần tiếp theo sẽ là những câu hỏi của phóng viên cũng như những diễn giả quốc tế cho tổng thống Vladimir Putin. Nó sẽ xoáy vào các vấn đề cụ thể hơn. Vậy nên không để cho các bạn đợi lâu nữa, chúng ta tiếp tục tới với phần hai. Đây sẽ là phần tổng thống Vladimir Putin trả lời các câu hỏi của các diễn giả tới từ mọi nơi trên thế giới. Câu hỏi đầu tiên của các diễn giả là Thưa Tổng thống Putin, xin cảm ơn vì một bài phát biểu sâu sắc và quan trọng về mặt lịch sử. Tôi luôn rất ấn tượng mỗi khi nghe ngài nói. Tôi có một câu hỏi liên quan tới đất nước của tôi là Canada. Như bạn đã biết, Quốc hội Canada đã tự diễu cận mình khi tán thưởng một cựu chiến binh Đức Quốc xã người Ukraine tại Hạ viện. Hơn 440 người đã vỗ tay mà không một ai đặt câu hỏi liệu điều đó có đúng hay không. Như ngài đã biết, có vẻ như Thủ tướng Trudeau đã xin lỗi hai lần và rồi Chủ tịch Quốc hội đã từ chức. Đối với tôi, điều này thực sự cho thấy quy mô vị thế của phương Tây đã tiến xa đến mức nào. Họ tập trung vào những khái niệm thiếu hiểu biết của mình đến mức thậm chí quên mất Nga đã làm được bao nhiêu để đánh bại chủ nghĩa quốc xã. Họ không hiểu rằng nếu không có sự đóng góp của Nga, Thế chiến thứ hai đã có thể kết thúc khác đi rất nhiều, sẽ không có chiến thắng. Họ quên Nga đã làm được bao nhiêu để giành chiến thắng, 30 triệu sinh mạng đã nằm xuống, một con số khổng lồ thậm chí khó có thể tưởng tượng được với quy mô như vậy. Ngài có bình luận như thế nào về điều này và ngài nghĩ gì về nó? Bạn biết đấy, thành thật mà nói về câu hỏi của bạn, có trời mới biết. Nhưng tôi sẽ thành thật nói với bạn theo những gì mà tôi biết. Đây không phải là một sự kiện bình thường đối với cả chúng tôi. Hãy để tôi nhắc lại về sư đoàn này, nơi mà Đức Quốc xã Ukraine mà bạn đã đề cập phục vụ, được thành lập theo lệnh của Hitler vào ngày 28 tháng 4 năm 1943. Các phiên tòa ở Nuremberg không phải là của chúng ta ngày hôm qua hay trong các điều kiện của ngày hôm nay mà là tòa án nuremberg đã tuyên bố sư đoàn ss mang cái tên galicia trong đó có tên quốc xã ukraine này phục vụ là tội phạm phải chịu trách nhiệm về tội diệt chủng người do thái người ba lan và những công dân khác đây chính là phán quyết của tòa án quốc tế nuremberg hãy để tôi nhắc bạn rằng quyết định này được đưa ra bởi các công tố viên và thẩm phán độc lập Tất nhiên, cuối cùng là các thẩm phán dựa trên dữ liệu được cung cấp bởi các công tố viên ở nhiều quốc gia khác nhau. Tổ chức này đã bị tuyên bố là tội phạm. Tôi cũng xin nhắc các bạn, lời mà tôi đặc biệt lấy trong tờ giấy này với những thông tin sao cho cụ thể và có bằng chứng nhất. Điều mà Chủ tịch Quốc hội Canada đã nói nguyên văn như sau. Hôm nay, trong hội trường này, có một cựu chiến binh người Canada gốc Ukraine trong Thế chiến thứ hai, người đã chiến đấu vì nền độc lập của Ukraine chống lại người Nga. Tôi tự hào nói rằng anh ấy là người anh hùng của ukraine và anh hùng của cả canada chúng ta rất biết ơn vì sự phục vụ của anh ấy vậy đó thứ nhất nếu chủ tịch quốc hội canada nói rằng trong chiến tranh thế giới thứ hai tên quốc xã canada gốc ukraine hoặc ukraine canada đại loại gì đó người đã chiến đấu để chống lại người nga thì ông ta không thể không hiểu rằng ông ta đã chiến đấu theo phe của hitler chứ không phải về phía tổ quốc của mình đó là canada hoặc là cộng tác viên của phát xít trong mọi trường hợp ông ấy đã chọn chiến đấu đứng về phe quân đội đức quốc xã hãy mong rằng ông ấy không hề biết về điều này tôi không hề muốn xúc phạm đến tình cảm của những người dân canada chúng tôi đối xử với canada bằng sự tôn trọng bất kể điều gì đặc biệt là những người dân nhưng nếu ông ấy không biết rằng hitler và tay sai của hắn đã chiến đấu để chống lại nga trong chiến tranh thì ông ấy quả thật là một tên ngốc Điều này có nghĩa là ông ấy đơn giản là không đến trường và không có kiến thức cơ bản. Và nếu trong trường hợp ông ta biết rằng người đàn ông này đã chiến đấu theo phe Hitler và gọi kẻ này là anh hùng của Ukraine và anh hùng của Canada thì ông ta là một kẻ vô lại hoặc là một thứ gì đó tồi tệ hơn nữa. Đây là những người mà chúng ta phải đối phó. Đây là những đối thủ của chúng ta ngày nay đến từ một số quốc gia phương Tây. Nhưng theo tôi, còn điều gì quan trọng nữa chủ tịch quốc hội canada đã nói ông ấy đã chiến đấu với người nga và còn có một đoạn trích dẫn thêm ở đó trong tài liệu nói rằng và bây giờ ông ấy sẽ tiếp tục hỗ trợ quân đội ukraine để chiến đấu chống lại chúng tôi một lần nữa trên thực tế ông ấy đã nghiêm nhiên đặt những cộng tác viên của hitler quân đoàn ss và các đơn vị chiến đấu ukraine ngày nay như ông ấy nói chống lại nước nga là giống nhau ông ấy đặt họ một cách ngang hàng điều này chỉ xác nhận luận điểm của chúng tôi rằng một trong những mục tiêu của Liên bang Nga ở Ukraine là phi phát xít hóa. Điều này có nghĩa là những điều mà chúng tôi nói hoàn toàn là sự thật, được công nhận. Quá trình phi phát xít hóa Ukraine vẫn đang diễn ra. Và tôi nghĩ rằng với luận điểm này, đây đã trở thành một mục tiêu chung không chỉ của chúng tôi mà là của tất cả chúng ta về một sự đồng thuận phi phát xít. Một điều cuối. Tất nhiên, rõ ràng trông thật kinh tởm khi mọi người đều vỗ tay tán thưởng tên Đức Quốc xã này và đặc biệt là Tổng thống Ukraine, người có trong mình dòng máu do Thái chảy trong huyết quản. Một người do Thái theo đúng nghĩa đã đứng lên và hoan nghênh Đức Quốc xã không chỉ là một người cuối cùng của Đức Quốc xã, không phải chỉ là một người theo ý thức hệ mà cụ thể hơn, đây đã từng là một kẻ tự tay mình sát hại người do Thái chính tổng thống Ukraine đã làm đảo lộn mọi thứ bởi vì phát xít Đức tạo ra sư đoàn SS Galicia chủ yếu để tiêu diệt dân thường và điều này đã được ghi trong quyết định của tòa án Nuremberg. Sư đoàn này bị buộc tội diệt chủng người Do Thái và người Ba Lan. Khoảng 150.000 người Ba Lan đã bị giết hại. Một triệu rưỡi người Do Thái đã bị tiêu diệt ở Ukraine. Chỉ cần nghĩ về con số này thôi. Đây không phải là chuyện đã xảy ra sao. Không có một ai biết về điều này sao. Vâng, mọi người đều biết cả mọi người đều biết bởi vì không phải đã có sự kiện holocaust sao và khi tổng thống ukraine ca ngợi người đã đích thân tận tay tiêu diệt người do thái ở ukraine phải chăng ông ấy muốn nói rằng holocaust đã không xảy ra đây chẳng phải là một điều vô cùng kinh tởm hay sao có vẻ mọi phương tiện đều tốt nếu nó được sử dụng trong cuộc chiến chống lại nga tôi có thể tưởng tượng rằng đơn giản là có một mong muốn không thể cưỡng lại được là đánh bại nga trên chiến trường đạt được một thất bại chiến lược nhưng liệu có thể làm được điều này với một mức giá như vậy? Tôi nghĩ điều này cực kỳ kinh tởm và tôi thực sự hy vọng rằng không chỉ chúng ta ở đây trong một vòng tròn đẹp tại câu lạc bộ Van Đài sẽ nói về điều này mà bằng cách nào đó ở các tổ chức công cộng, những người quan tâm đến tương lai của nhân loại vẫn sẽ đưa ra quan điểm của mình về câu hỏi này một cách rõ ràng, dứt khoát với sự lên án về những gì đã xảy ra ở Canada. Câu hỏi thứ hai của các diễn giả là Thưa Tổng thống Putin, Việc Ukraine gia nhập NATO là một điều không thể chấp nhận được đối với cả Nga. Nhưng theo như tôi nhớ, trong bài phát biểu cuối cùng của Ngài về việc Ukraine gia nhập Liên minh Châu, ông dường như không phản đối lắm. Vậy bây giờ, quan điểm của ông có thay đổi hay không? Chúng tôi chưa bao giờ phản đối hay bày tỏ quan điểm tiêu cực nào liên quan đến kế hoạch gia nhập cộng đồng kinh tế châu Âu của Ukraine. Chưa bao giờ. Về phần NATO, vâng chúng tôi luôn phản đối điều đó và quan điểm này có những cơ sở nghiêm trọng nhất định vì việc nato mở rộng trực tiếp đến gần biên giới của nga đang đe dọa an ninh của chúng tôi đây là một thách thức nghiêm trọng rõ ràng tổ chức này không phải là một khối chính trị hay kinh tế nó là một khối quân sự và cách tiếp cận cơ sở hạ tầng gây ra một mối đe dọa cực kỳ nghiêm trọng cho chúng tôi Đối với sự tương tác kinh tế của bất kỳ quốc gia, liên minh kinh tế nào, chúng tôi không thấy bất kỳ mối đe dọa quân sự nào đối với cả mình. Vì vậy, chúng tôi không cho rằng mình có quyền thảo luận về chủ đề này. Đây là vấn đề của chính Ukraine và các nước châu Âu. Ở thời điểm hiện tại, nhìn chung, nền kinh tế của Ukraine sẽ không thể tồn tại nếu không có sự hỗ trợ từ bên ngoài. Ngày nay, mọi thứ đã khác. Hãy nhìn xem, mọi thứ ở Ukraine hiện tại, nói chung, đều cân bằng. Ngân sách của họ vẫn rất ổn. Chỉ số kinh tế vĩ mô gần như không có biến động Nhưng là với chi phí nào? Bởi vì nền kinh tế này đang được bơm hàng tỷ đô la hàng tháng Có khoảng 4 đến 5 tỷ đô la hàng tháng thông qua nhiều kênh khác nhau Các khoản vay, tất cả các loại trợ cấp, vân vân được gửi tới Ukraine Một khi phương Tây dừng việc này lại, mọi thứ sẽ kết thúc sau một tuần Tất cả sẽ sụp đổ, điều tương tự này cũng áp dụng cho hệ thống phòng thủ của họ Hãy tưởng tượng, ngày mai nguồn cung cấp sẽ dừng Bạn sẽ chỉ còn sống được một tuần trước khi hết đạn Vâng, và đạn dược cũng đang cạn kiệt ở phương Tây. Tôi đã nói rồi, Hoa Kỳ sản xuất 14.000 quả đạn pháo cỡ nào 155 lì, còn quân đội Ukraine đã sử dụng tới 5.000 quả đạn mỗi ngày, trong khi Hoa Kỳ chỉ sản xuất được 14.000 quả mỗi tháng. Bạn có hiểu chúng ta đang nói về điều gì không? Đúng vậy, phương Tây đang cố gắng tăng sản lượng vào cuối năm sau, nhưng nó vẫn là một câu hỏi mà chúng ta chỉ có lời giải vào thời điểm đó. Ở châu Âu, tình hình cũng gần như vậy. Đây là do chính bản thân họ tự nhận người châu âu nói rằng chúng tôi đã cung cấp mọi thứ tất cả xe bọc thép đạn dược chúng tôi đã làm mọi thứ cho ukraine mọi việc bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào ukraine hãy xem họ phản công đây là vấn đề phi quân sự hóa ukraine bây giờ họ đang cố gắng sản xuất một thứ gì đó khác nhưng hiệu quả là rất ít ngay cả những phương tiện máy bay không người lái và cả các phương tiện không người lái di chuyển trên biển mọi thứ đều diễn ra với sự giúp đỡ của các cố vấn và trung gian phương tây câu hỏi được đặt ra là Liệu Liên minh Châu có sẵn sàng chấp nhận một nền kinh tế như vậy trở thành thành viên của mình hay không? Cờ ở trong tay họ, họ sẽ phải tự quyết định vấn đề đó. Nhưng để duy trì khả năng tồn tại của dân số, vốn đã giảm kể từ thời kỳ hậu Xô Viết từ 41 triệu xuống còn 19,5 triệu người, có lẽ thậm chí không còn được như vậy nữa. Nhưng cứ tạm tính là còn 19 triệu công dân cần được nuôi sống, đây không phải là một việc dễ dàng. Các quốc gia Châu đã sẵn sàng tiếp nhận một nền kinh tế như vậy hay chưa? Hãy để họ tự suy nghĩ chúng tôi chưa bao giờ phản đối điều này ngay cả khi cuộc khủng hoảng này trở nên trầm trọng hơn và bây giờ chúng tôi cũng không hề phản đối nó nhưng tôi đã nói những gì đang xảy ra bên trong nền kinh tế châu âu sẽ là điều rất cao quý nếu họ đưa nền kinh tế ukraine vào tình trạng hiện tại ngoài ra còn có một số quỹ nhất định và các thủ tục nhất định để cân bằng mức độ phát triển kinh tế một đồng nghiệp đến từ hungary đã vừa lên tiếng không biết hiện tại hungary đã nhận được bao nhiêu số tiền trong khoản này tất nhiên anh ấy sẽ không nhận được bởi vì mọi thứ sẽ tới Ukraine và sẽ không có gì là đủ. Không ai sẽ nhận được bất cứ thứ gì ở EU, không ai cả. Nếu mức độ hạnh phúc đã giảm 1,5% ở châu Âu trong vòng vài năm qua, thì nó sẽ không chỉ giảm về không mà còn đi vào vùng tiêu cực. Tuy nhiên, tôi không muốn mỉa mai, tôi không muốn ép buộc bất cứ một điều gì. Đây chỉ là thực tế, nếu điều này xảy ra, chúng tôi không cho rằng mình có quyền phản đối bằng cách nào đó hay thậm chí nói tiêu cực về nó lý do chúng tôi không phản đối ukraine gia nhập eu bởi vì tôi tin rằng eu không phải là một khối quân sự trên thực tế nato chủ yếu là một công cụ trong chính sách đối ngoại của mỹ vì vậy họ đã kích động cuộc xung đột đến giai đoạn gay gắt ở ukraine đoàn kết các đồng minh và vệ tinh xung quanh mình chính mỹ yêu cầu họ thực hiện các biện pháp trong một cuộc chiến để chống lại nga Châu Âu vừa thực hiện các biện pháp này thì Hoa Kỳ ngay lập tức lợi dụng tình hình trong lĩnh vực kinh tế, áp đặt các nguồn năng lượng đắt đỏ và đưa ra các quyết định liên quan đến việc tăng sức hấp dẫn của nền kinh tế và thị trường của mình. Sau đó, điều gì đã xảy ra? Có một thực tế là nhiều doanh nghiệp công nghiệp ở châu Âu, đặc biệt là Đức, đã quyết định di rời nhà máy của mình đến Hoa Kỳ. Đây là kết quả cuối cùng của toàn bộ điều mà những người Mỹ làm và mong muốn. Tôi biết và chắc chắn rằng có rất nhiều người ở châu Âu không thích điều này Tuy nhiên mọi người đều nhìn thấy và hiểu nó Nhưng họ không thể làm gì được Và giới tinh hoa châu ngày nay Rõ ràng chưa sẵn sàng đấu tranh vì lợi ích của mình Đơn giản là họ không thể Họ chưa sẵn sàng Sự vụ thuộc rất lớn trong lĩnh vực kinh tế Và nhiều lĩnh vực khác mà chúng ta có thể hiểu được Tôi chắc chắn rằng Dần dần mọi thứ sẽ ổn định lại Theo tôi chính những quốc gia đó đang mắc phải một sai lầm chiến lược to lớn Đơn giản là rất lớn chúng ta hãy cùng xem tình trạng này sẽ phát triển như thế nào. Người Ukraine muốn gia nhập EU hãy để họ tham gia. Người châu Âu đã sẵn sàng chấp nhận họ chưa? Hãy để họ tự suy nghĩ với điều đó. Câu hỏi tiếp theo của các phóng viên là: Thưa Tổng thống, tại câu lạc bộ van đài đã có rất nhiều các cuộc thảo luận nêu lên sự chưa hoàn hảo và bất công trong cấu trúc của hệ thống tiền tệ, tài chính và nền kinh tế thế giới. Có rất nhiều chuyên gia hiện tại đang đặt kỳ vọng cao vào BRICS mở rộng. Ngài có thể chia sẻ thêm về tầm nhìn của mình, về cấu trúc mong muốn và quan trọng nhất, có thể có của hệ thống kinh tế tiền tệ toàn cầu hay không? Và ngài cũng đang có những cuộc thảo luận như thế nào tại BRICS về đồng tiền mới? Đối với hệ thống tài chính toàn cầu, tất nhiên nó không lý tưởng, cân bằng và đáp ứng lợi ích của đa số những người tham gia giao tiếp quốc tế. Hãy nhìn xem, tôi đã nói về điều này rồi, tôi sẽ nhắc lại một lần nữa tại hội nghị thượng đỉnh Nga và châu Phi, các đồng nghiệp, những người bạn châu Phi của chúng ta đã nói và đề cập rằng gánh nặng tín dụng của các quốc gia châu Phi lên tới hơn 1.000 tỷ đô la. Đây là một điều dường như không thể trả được hết khoản nợ này. Đơn giản là họ nói rằng sẽ không bao giờ có khả năng hoàn thành được nó. Hệ thống quan hệ tài chính quốc tế nào đã dẫn đến tình trạng trên? Đây là một loại bồi thường. Đây không phải là các khoản vay. Điều này vượt xa các mối quan hệ tài chính và kinh tế thông thường chính hệ thống tài chính hiện đại đã tạo ra một loại trạng thái như vậy và đưa châu phi tới tình trạng hiện nay đây là một câu nói đùa nhấn mạnh rằng chỉ có kẻ hèn nhát mới trả nợ được rồi tôi cảnh báo đây thật sự chỉ là một câu nói đùa nhưng sẽ không bình thường khi xảy ra tình huống như vậy và tất nhiên cần phải thay đổi một điều gì đó hệ thống parent world từng được tạo ra trên cơ sở đồng đô la nhưng tất cả đều đang dần dần sụp đổ xét cho cùng một loại tiền tệ là một sản phẩm phát sinh từ sức mạnh nền kinh tế của quốc gia phát hành ra loại tiền đó. Tỷ trọng của nền kinh tế Mỹ trong GDP toàn cầu đang giảm dần. Đây cũng là một điều hiển nhiên đã có những số liệu thống kê rõ ràng. Trong khi đó, tỷ trọng của các quốc gia BRICS, tôi cũng đã nói về điều này, nếu xét theo sức mùa tương đường đã vượt qua tỷ trọng của các quốc gia G7, đặc biệt là sau khi BRICS lại kết nạp thêm nhiều thành viên mới vào tổ chức. Đây là một ý nghĩa thật sự nghiêm túc tạo ra một sự khác biệt khá nghiêm trọng với hệ thống tài chính cũ đúng vậy nền kinh tế hoa kỳ và khu vực đồng tiền chung euro dựa trên công nghệ hiện đại thu nhập bình quân đầu người cao hơn nhiều so với nền kinh tế đang phát triển nhưng xu hướng ở đây là gì ở đó mọi thứ đều rơi vào suy thoái và tiêu cực nhưng các quốc gia BRICS lại đang có sự tăng trưởng ngay cả sau những cú dáng tập thể và nền kinh tế nga rõ ràng phương Tây đã tính toán dựa trên thực tế rằng đất nước của chúng tôi sẽ tan rã, nền kinh tế sẽ sụp đổ bởi vì Nga sẽ không còn tồn tại nữa. Chúng tôi không những vượt qua mọi khó khăn của năm ngoái mà còn đạt được kết quả tích cực, tăng trưởng kinh tế 3%, tỷ lệ thất nghiệp 3%, Nga đã giảm đáng kể nợ nước ngoài. Tất cả các công ty của chúng tôi đều đã thực hiện tất cả các nghĩa vụ nợ của mình. Đúng, chúng tôi vẫn có những vấn đề, chúng tôi cũng nhìn thấy chúng, doanh thù không thu được, đồng tiền quốc gia thì suy yếu chúng tôi thấy điều này và cả ngân hàng trung ương và chính phủ đều đang phản ứng với tất cả chuyện đó tôi tin chắc rằng các bước làm đều đã đúng và sẽ đạt được kết quả tốt trong ngày mai trong trường hợp của biric bây giờ chúng ta chưa cần tạo ra một loại tiền tệ duy nhất thứ mà chúng ta cần là thiết lập một hệ thống thanh toán mới, tạo ra các dịch vụ hậu cần, tài chính để đảm bảo thanh toán giữa các quốc gia của chúng ta, chuyển sang thanh toán bằng đồng nội tệ, đồng thời hiểu điều gì đó đang xảy ra với tiền tệ của chúng ta. Cần lưu ý đến tiền tệ quốc gia, các chỉ số kinh tế vĩ mô trên nền kinh tế của mỗi quốc gia, cũng như các vấn đề liên quan tới chênh lệch tỷ giá hồi đoái, quá trình lạm phát. Đây là một tình huống khó khăn nhưng có thể giải quyết được. Chúng ta cần phải nỗ lực cùng nhau để mà giải quyết. Hôm qua, Chúng tôi đã thảo luận vấn đề này với các chuyên gia của mình, bao gồm cả khả năng tạo ra một loại tiền tệ BRICS duy nhất. Về mặt lý thuyết, vâng, điều đó có thể xảy ra, nhưng để tiếp cận được điều này, chúng ta cần đạt được sự cân bằng nhất định trong sự phát triển nền kinh tế giữa các quốc gia của chúng ta. Nhưng đây là một triển vọng rất dài hạn. Có một thời, như các đồng nghiệp của tôi đã nói với tôi, khu vực châu Âu đã chuyển sang sử dụng đồng euro như một loại tiền tệ duy nhất mà không nghĩ đến việc nó sẽ hoạt động như thế nào trong mối quan hệ với các quốc gia có trình độ phát triển kinh tế khác nhau. Điều đó đã khiến rất nhiều những vấn đề đã nảy sinh. Tại sao chúng ta lại phải dẫm lên cùng một cái hố? Vấn đề này thậm chí không có trong chương trình nghị sự, nhưng tất nhiên chúng tôi sẽ phải nỗ lực cải thiện toàn bộ hệ thống tài chính, bao gồm cả hệ thống tài chính toàn cầu và các mối quan hệ tài chính trong khuôn khổ của BRICS câu hỏi tiếp theo của các diễn giả là ở bên ngoài nước nga có một vấn đề đơn giản đang được thảo luận khá gay gắt tôi sẽ trình bày nó như sau học thuyết của nga về việc sử dụng vũ khí hạt nhân có phải đang lỗi thời hay không đối với tôi có vẻ như nó chắc chắn đã lỗi thời và thậm chí có vẻ trông khá phủ phiếm được tạo ra ở những thời điểm khác nhau trong một môi trường khác nhau và thậm chí đi theo những lý thuyết khác nhau những lý thuyết này giờ đây đã không còn hiệu quả nữa chẳng phải đã đến lúc nga cần phải thay đổi học thuyết sử dụng vũ khí hạt nhân theo hướng hạ thấp hơn nữa các tiêu chuẩn kích hoạt tất nhiên một cách chắc chắn nhưng đủ nhanh theo những sự kiện cần phải gian đe để khiến các đối tác phương tây của nga tỉnh táo tôi thấy rằng phương tây đang trở nên sắc sực hơn họ trực tiếp nói rằng vì nga có những học thuyết của mình thế nên nga sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân và do đó nga đang vô tình cho phép họ mở rộng và thực hiện các hành vi gây hấn hoàn toàn quái dị đây là một câu hỏi nhưng bên trong nó lại ẩn chứa một câu hỏi khác. Thế giới trong những năm tới, ngay cả khi Nga giành chiến thắng bằng cách này hay cách khác ở Ukraine hoặc xung quanh Ukraine, phương Tây vẫn sẽ trải qua những thời kỳ rất khó khăn, các trung tâm mới sẽ trôi dậy, những khó khăn mới sẽ nảy sinh. Nga liệu có cần phải đặt lại ngòi nổ răn đe hạt nhân để giữ cho thế giới này bên nhau trong 70 năm? Bây giờ, phương Tây dường như đã quên lịch sử, quên đi nỗi sợ hãi, đang cố gắng loại bỏ ngòi nổ này. Nga có nên thay đổi chính sách trong lĩnh vực này không? tôi biết quan điểm của ông tôi đã đọc một số tài liệu bài báo ghi chú của ông và tôi hiểu cảm giác của bạn hãy để tôi nhắc bạn rằng trong học thuyết quân sự của nga có hai lý do khiến nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân đầu tiên là việc sử dụng để chống lại những kẻ cố gắng tấn công chúng ta tức là đây được gọi là một cuộc tấn công trả đũa nhưng trong tình hình thực tế điều này có nghĩa là gì tên lửa được phóng hệ thống cảnh báo sớm của chúng tôi sẽ phát hiện ghi lại và cho biết các mục tiêu nào đang tấn công lãnh thổ liên bang nga tất cả điều này diễn ra trong vòng chỉ có vài giây để mọi người cùng biết cùng hiểu những thông tin là đang có một cuộc tấn công được thực hiện về phía nga chúng ta cần phải đáp trả hành động gây hấn này ngay lập tức tôi muốn đảm bảo với mọi người rằng ngày nay phản ứng này hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với bất kỳ kẻ xâm lược tiềm năng nào muốn tấn công và lãnh thổ nga bởi vì kể từ thời điểm vụ phóng tên lửa được phát hiện bất kể nó đến từ đầu từ bất cứ nơi nào trên đại dương của thế giới này hay từ bất kỳ một lãnh thổ nào khác chúng tôi có thể đáp lại một đòn phản công bằng việc sử dụng một số tên lửa hạt nhân lớn tới mức hàng trăm thậm chí hàng nghìn tên lửa chúng sẽ cùng nhau xuất hiện trên không và không một kẻ thù nào có cơ hội sống sót dù ở bất kỳ đâu theo nhiều hướng cùng một lúc lý do thứ hai cho việc được phép sử dụng những loại vũ khí này là có một mối đe dọa với sự tồn vong của nhà nước nga ngay cả khi vũ khí thông thường được sử dụng để chống lại nga dưới đây là hai lý do có thể xảy ra để sử dụng loại vũ khí này mà bạn đã đề cập. Chúng ta có cần phải thay đổi những điều này không? Để làm gì? Mọi thứ đều có thể thay đổi được, chỉ là tôi thấy nó không cần thiết thôi. Chẳng hạn, không có tình huống nào trong đó ngày nay có điều gì đó có thể đe dọa tới vị thế của nhà nước Nga hay sự tồn tại của Nga. Không, tôi nghĩ rằng không ai có đầu óc tỉnh táo và trí nhớ mình mẫn lại nghĩ đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân để chống lại Nga. Tuy nhiên, theo quan điểm của bạn cũng như nhiều chuyên gia khác, những người có lòng yêu nước rất lo lắng về những gì đang xảy ra trong lãnh thổ của Nga xung quanh chúng ta, lo lắng về những điều đang xảy ra trên đường dây liên lạc quân sự theo hướng Ukraine. Tôi hiểu tất cả những điều này, chúng tôi cũng đang theo dõi cẩn thận. Và hãy tin tôi đi, chúng tôi tôn trọng quan điểm của bạn, nhưng tôi thấy là không cần thiết phải thay đổi quan niệm của mình. Kẻ thù tiềm tàng biết tất cả mọi thứ, biết cả về những khả năng khủng khiếp của chúng ta. Một điều nữa là, chẳng hạn, Tôi đã nghe thấy những lời kêu gọi như chúng ta cần phải bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Đây là những gì tôi sẽ nói. Hoa Kỳ đã ký đạo luật, tài liệu hiệp ước quốc tế tương ứng cấm thử nghiệm vũ khí hạt nhân và Nga đã ký nó, Nga đã ký và phê chuẩn, còn Mỹ thì ký nhưng không phê chuẩn. Bây giờ, chúng tôi gần như đã hoàn thành công việc về các loại vũ khí chiến lược hiện đại mà tôi đã nói đến và công bố cách đây vài năm, cuộc thử nghiệm thành công cuối cùng của Purevesnik, một loại tên lửa hành trình có khả năng di chuyển tới bất cứ nơi nào trên thế giới với hệ thống đẩy hạt nhân đã được thực hiện. Chúng tôi thực sự đã hoàn thành công việc trên sa mạc, một loại tên lửa siêu nặng. Vấn đề đặt ra là chúng ta chỉ cần hoàn thành một số thủ tục mang tính hành chính, quan liêu thần túy là có thể chuyển sang sản xuất hoàng loạt và đưa vào thực chiến. Tất nhiên, chúng tôi sẽ làm điều này sớm. Theo quy định, các chuyên gia cho rằng đây là loại vũ khí mới và cần đảm bảo rằng đầu đạn đặc biệt sẽ hoạt động trơn tru và phải tiến hành các cuộc thử nghiệm. Bây giờ tôi chưa sẵn sàng để nói liệu chúng ta có thực sự cần hay không cần tiến hành các cuộc thử nghiệm này. Nhưng để hành xử theo cách noi gương trong quan hệ với Hoa Kỳ, tôi nhắc lại một lần nữa rằng khi Hoa Kỳ ký nhưng không phê chuẩn, nhưng chúng tôi đã ký và phê chuẩn đạo luật hạt nhân. Thế nên, về nguyên tắc, chúng tôi có thể hành xử theo cách tương tự giống như là Mỹ. Nhưng đây là một loại câu hỏi nên dành cho các đại biểu Duma quốc gia. Về lý thuyết, sự phê chuẩn này có thể bị thu hồi nếu chúng ta làm điều này thì sẽ khá nhanh. Hiện nay, ở phương Tây, một số người đã công khai bày tỏ quan điểm rằng sự hỗ trợ tích cực của họ như vậy dành cho Ukraine là do Nga bằng một cách nào đó đã không chứng minh được đủ thuyết phục trong chiến dịch quân sự đặc biệt đã diễn ra một năm rưỡi qua. Tôi thật sự không biết thế nào mới là thuyết phục và không thuyết phục. Nhưng bây giờ, kể từ khi bắt đầu cái được gọi là phản công của Ukraine, đây là những dữ liệu mới nhất. Chỉ tính từ ngày mùng 4 tháng 6, các đơn vị Ukraine đã mất hơn 90.000 người. Đây chính là những tổn thất theo dạng không thể khắc phục được. Ngoài ra còn có 557 xe tăng, gần 1.900 xe bọc thép các loại, đầy nên được gọi là thuyết phục hay không thuyết phục. Chúng tôi có sự hiểu biết của riêng mình về những gì đang di chuyển và làm thế nào. Chúng tôi hiểu ở đầu và những gì chúng tôi cần làm ở đầu và những gì chúng tôi cần thêm. Chúng tôi đang bình tĩnh để tiến tới đạt được những mục tiêu của mình và tôi tin rằng chúng tôi sẽ thực hiện được những nhiệm vụ mà chúng tôi đã đặt ra. Câu hỏi tiếp theo của các phóng viên là thưa ngài liệu trong các cuộc khủng hoảng có thể nhìn thấy cơ hội để nga tạo ra một trật tự kinh tế thế giới mới hay không tôi là một nhà khoa học chính trị đối với tôi dường như tất cả các vấn đề đều liên quan tới trật tự kinh tế câu chuyện luôn là kiểm soát các nguồn tài nguyên các tuyến đường vận chuyển các đòn bẩy tài chính các lệnh trừng phạt đang thực sự bóc nghẹt không chỉ nga mà còn nhiều quốc gia khác nga tồn tại được bởi vì nga có nhiều tài nguyên nhưng có nhiều quốc gia khác chẳng hạn như là châu phi và châu á nơi họ sẽ phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng ngài có thể đưa ra những quan điểm của riêng mình về cách xác định liệu trong tương lai có thể hình thành một trật tự kinh tế thế giới mới do nga dẫn đầu hay không tôi hoàn toàn đồng ý với những gì mà bạn vừa nói đúng như vậy trật tự thế giới trong tương lai chắc chắn sẽ dựa trên hệ thống kinh tế tiền tệ và tài chính vậy nên nó cần phải cân bằng hơn nó phải đáp ứng được các lợi ích của đại đa số những người tham gia giao tiếp quốc tế có triển vọng nào cho thấy điều này cuối cùng sẽ xảy ra không? Đây là một quá trình rất khó khăn. Đánh giá theo cách đối thủ mà chúng ta đang hành xử, hãy gọi họ như vậy, vì bây giờ chúng ta đang nói về nền kinh tế. Chúng ta sẽ không sử dụng bất kỳ một thuật ngữ nào khác, nhưng chắc chắn họ sẽ bám vào đặc quyền của mình bằng mọi giá. Tôi đã nói và nhiều người cũng nghĩ như vậy rằng hệ thống Bretton Woods đã lôi thời. Suy cho cùng, không phải tôi đang nói điều này, mà đây lại chính là lời của những chuyên gia tới từ phương Tây nó cần phải được thay đổi tất nhiên nó dẫn đến những hiện tượng xấu trong nghĩa vụ nợ của các nền kinh tế đang phát triển bởi đây là sự thống trị hoàn toàn vô điều kiện của đồng đô la trong hệ thống thế giới điều này đã xảy ra rồi chỉ là vấn đề thời gian thôi nhưng nói một cách nhẹ nhàng những hành động thiếu chuyên nghiệp sự ngoan cố và coi thường tất cả những người tham gia khác trong giao tiếp kinh tế quốc tế chẳng hạn các cơ quan chính trị và tài chính cơ quan kinh tế của hoa kỳ đang tự bắn vào chân mình rốt cuộc khi họ giới hạn thanh toán bằng đô la chúng ta nên làm gì sau đó chúng tôi bị buộc đơn giản là bị ép buộc phải thanh toán bằng tiền tệ quốc gia chúng tôi buộc phải thảo luận về các vấn đề mà tôi đã nói đến khi trả lời một trong những câu hỏi của đồng nghiệp là tạo ra một hệ thống hậu cần mới cho các khoản thanh toán bằng loại tiền tệ này do đó phạm vi của đồng đô la giảm đi một cách tự nhiên nhưng nó cũng giảm đi vì hoa kỳ là một nền kinh tế khổng lồ và quốc gia này rất rộng lớn và vĩ đại không còn nghi ngờ gì nữa không thể nghi ngờ gì ở đây chúng tôi không hạ thấp bất cứ điều gì và chúng tôi cũng không hề phóng đại điều gì nhưng bản thân đồng đô la quả thực đang tự giảm phạm vi ảnh hưởng của nó đối với nền kinh tế thế giới điều này xảy ra bởi vì những lý do khách quan sự tăng trưởng của các thị trường mới nổi các nền kinh tế đang phát triển tốc độ phát triển ở châu á đây là cách mà nó xảy ra và các quốc gia dựa trên tình hình chính trị ngày này đang đẩy nhanh quá trình này nhưng xin lỗi đây là cách nói nhẹ nhàng còn thực tế có một câu nói phổ biến là điều này còn tệ hơn một tội ác đó là một sai lầm nó thật sự đúng trong trường hợp của đồng đô la chúng tôi đang có một dự án nào không ngừ đúng là sẽ có người tạo ra một cơ sở kinh tế và hậu cần mới tất nhiên là chúng tôi có chứ tại đây chủ tịch tập cận bình đã đề xuất một trong những dự án như vậy đó là một vành đai một con đường đây là một khẩu hiệu thống nhất một vành đài, một con đường, tất cả cùng với nhau. Và chúng tôi đang làm điều tương tự trong quá trình xây dựng cộng đồng kinh tế á Âu, nơi mà chúng tôi cùng nhau suy nghĩ về cách để đoàn kết. Các quốc gia BRICS và các nước SCO cũng sẽ tham gia vào đây để tìm ra giải pháp. Tất nhiên, đây sẽ là một nhiệm vụ khó khăn và tốn rất nhiều thời gian, nhưng việc nhận ra rằng điều này mang lại lợi ích cho tất cả mọi người sẽ thúc đẩy quá trình tiến lên phía trước. Và tôi sẽ kết thúc ở nơi tôi bắt đầu, theo nghĩa này, việc củng cố một thế giới đa cực là một điều không thể tránh khỏi. Cảm ơn tất cả sự chú ý của các bạn. Vâng, trên đây tôi đã gửi cho các bạn toàn bộ 3 phần về những nội dung chính về cuộc thảo luận của Tổng thống Putin với các diễn giả quốc tế tại diễn đàn văn đài. Đây rõ ràng là một thông điệp đầy sự tự tin của Nga rằng họ sẽ tiến lên phía trước ngay cả trong chiến dịch quân sự đặc biệt cũng như là cuộc chiến về kinh tế với cả phương Tây. Còn tất cả các bạn, các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này hãy bình luận ở phần bên dưới nha còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại cho các video sau